Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 thân mến, cuộc sống của anh chị chắc chắn sẽ có thành tựu, nhưng thành tựu này không dễ dàng. Thực tế trước năm 2023, bản mệnh này thông thuận, dễ thở và nhiều cơ hội lớn. Tiếc rằng ở thời điểm đó, mệnh này chưa đủ trí tuệ, chưa đủ đức độ lẫn tài năng, nhận thức để tận dụng thời cơ. Tới 2023 Kỷ Mùi đã tài giỏi hơn, thông thái hơn, thì thời thế lại đi xuống. Năm 2023, sự khó khăn của Kỷ Mùi đã lên đến đỉnh điểm và chạm nóc. Tuy nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều cách để cải vận theo mệnh mà Kỷ Mùi không biết. Có những thứ đơn giản mà lại mang tới cực kỳ nhiều may mắn. Nếu Kỷ Mùi làm được 3 điều này thì Phật độ ngay lập tức, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Thưa anh chị Kỷ Mùi thân mến, thời gian tới Kỷ Mùi sẽ không còn đơn giản là Kỷ Mùi nữa. Nó giống cái niệm đổi hồn vậy. Dĩ nhiên, không có nghĩa là Kỷ Mùi bị chiếm xác hay thay đổi linh hồn của bản thân. Năm 2023 sẽ có vô vàn chuyện xảy ra, thậm chí mọi thứ đã được bắt đầu từ 2022 rồi. Nó sẽ khiến Kỷ Mùi vỡ òa ra, nhìn lại về bản thân, nhìn lại về nhân tâm. Thất vọng vô cùng về nhân tính, đó là một năm cổ Kỷ Mùi nhận ra toàn bộ những tình yêu, những tâm tư tình cảm, những thân thương mà mình trao đi. Sẽ chỉ là những tín hiệu tích cực, cười và hư vô không có phản hồi. Trải qua toàn bộ những suy tư này, chính là chất dinh dưỡng khiến tâm hồn Kỷ Mùi thay đổi, thay tính. Sau đây là những tin nhắn ngắn ngủi cho Kỷ Mùi. Muốn được Phật độ, nhất định anh chị phải nghe được những dòng tâm tư này nếu anh chị muốn tương lai của anh chị thay đổi. Vậy anh chị phải thay đổi hiện tại, vì tương lai và hiện tại như hai đầu của một sợi dây, một đầu run lên thì đầu còn lại mới có sự chuyển động. Hiện tại gieo hạt táo thì sở dĩ sẽ có táo mà ăn, còn hiện tại gieo hạt rau thì dĩ nhiên chỉ có cơ hội mang rau về nhà. Gieo hạt ở đây không hẳn là đầu tư, hay liều lĩnh, hay chuyển đổi công việc. Gieo hạt hay thay đổi hiện tại, phần lớn là ở chỗ thay đổi nội tại trong con người mình, bao gồm khả năng, bản lĩnh, trình độ, tài năng chuyên môn, tư duy và sức chịu đựng áp lực. Tất cả những thứ đó có thể được hiểu là những hạt giống vàng, gieo được nó ở hiện tại, tức có được, đạt được sự rực rỡ dựng thành ở tương lai. Ở đời thường, ít ai coi trọng việc thay đổi bản thân, có lẽ cần phải hiểu, có đôi người, tức rất ít có thể thành công nhờ may mắn nhờ phước phần. Còn đâu thì ai cũng có được gì, đạt được gì, thắng được gì, đều là do họ xứng đáng. Nếu người không trình độ mà ở chỗ cao, thì có nhưng không nhiều. Con người đã ở chỗ cao, thực tế có nhiều điểm xuất sắc hơn người, nhưng không phải ai xung quanh cũng nhận thức được. Một số trường hợp ngộ được sớm, họ tự nâng cấp bản thân và tương lai của họ rực rỡ. Còn đâu thường thì trời sẽ sắp xếp vận hạn để con người trưởng thành và lớn mau. Vì ta học trong nỗi đau mau hơn trong sự sung sướng, Kỷ Mùi thực ra đều đang trong cái đoạn bị đòi ép phải thay đổi bản thân, như vậy làm được hay không là do anh chị cả. Nhưng cứ hiểu, trời không bắt cá phải bay, cũng không ép chim phải bơi lội, nên những vần xoay trong cuộc sống tuy có khiến ta mệt mỏi nhọc nhằn, nhưng thật ra đều trong khả năng ta có thể chuyển hóa bản tâm. Rồi sau đó tự thân giải quyết được, Kỷ Mùi cần hết tháng chính âm là có thể thu gặt thành quả về người, nhân gian vốn không có đường. Đường ở dưới chân mỗi người, đi thế nào là do bản thân anh chị lựa chọn, cũng như mệnh số vốn không cố định, vận mệnh hiện tại, trong chỉ tay, tất hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh chị. Thay đổi được hay không là do bản thân anh chị tự quyết định, đừng quá uất ức hay hận trời trách đời, anh chị đi gần xong cái đoạn, để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng có được thành công rồi, cố lên nhé, biết trước được tương lai, nghe được lời tiên tri của Phật cũng là một cách để tìm đến sự giàu sang phú quý. Dưới đây là luận giải chính xác trong thời gian tới, anh chị sẽ gặp chuyện gì may mắn và đại họa sẽ đến như thế nào, anh chị nhất định phải tập trung lắng nghe nhé. Anh chị hãy đăng ký kênh để có thêm một giây tỉnh táo nhé. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời Kỷ Mùi gặp nhiều khó khăn, vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Kỷ Mùi may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 83 tuổi đến 91 tuổi, những người ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì từ khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Kỷ Mùi là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, bởi vậy sự nghiệp của họ được gây dựng rất nhanh chóng, không đến mức sang giàu, quyền quý, nhưng cuộc sống luôn đủ đầy, hạnh phúc, không phải bận tâm lo nghĩ đến vấn đề tiền tài. Dưới đây là thông tin luận giải chi tiết tiểu vi từ nay tới Tết 2024 của người tuổi Kỷ Mùi trên 4 phương diện của cuộc sống, sự nghiệp, tài chính, tình cảm, sức khỏe. Đối với nam mạng, theo tử vi chọn đời,
Vận trình công danh từ nay tới Tết 2024 đôi lúc có phần hơi trắc trở, nhưng rồi mọi sự sẽ dần hanh thông và chuyển biến tích cực. Những thử thách được đặt ra trong thời gian này về cơ bản là để giúp mệnh chủ nhìn nhận ra được tài năng tiềm ẩn của bản thân. Thắng không kiêu, bại không nản sẽ là kim chỉ nam giúp quý ông đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lớn trên hành trình sự nghiệp. Phương diện tài chính năm này phụ thuộc phần lớn vào khía cạnh công việc. Trong năm, cuộc sống của mệnh chủ sẽ nhận được rất nhiều cơ hội phát triển bởi sự tương trợ của sao Phúc Tinh. Dẫu vậy, để tài vận cả năm được thịnh vượng nhất thì bản mệnh cần phải siêng năng và cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ cần không lùi bước trước khó khăn thì khả năng cao sẽ thu nhận về những khoản lợi lộc giúp cả năm đủ đầy. Từ nay tới Tết 2024, nam mạng Kỷ Mùi có thể an tâm về phương diện gia đạo. Vốn là người rất biết cách vun vén và sẻ chia nên tình cảm gia đình luôn trên đà thăng hoa. Song áp lực công việc đôi lúc khiến mệnh chủ dễ bị xuống tinh thần. Những lúc này, gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để quý nam trúc bày tâm tư và gia tăng năng lượng tích cực, tâm thành, may mắn tự áp sẽ đến, công việc thuận lợi, cuộc sống an khang. Phương diện sức khỏe trong 3 tháng cuối năm 2023 của nam mạng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, bản mệnh chỉ cần cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, suy nghĩ lạc quan. Trong mọi trường hợp khi sức đề kháng được nâng cao, tinh thần được khai mở thì không những sức khỏe chuyển biến tốt đẹp mà mọi sự cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nam Kỷ Mùi 1979 không phạm thái tuế trong năm Quý Mão 2023, do đó nhìn chung các phương diện cuộc sống của mệnh đều khá thuận lợi, không có quá nhiều trở ngại lớn. Trong năm Quý Mão 2023, quý nam không phạm phải vận hạn tam tai, vì vậy phương diện công danh, tài chính, sức khỏe gia đạo đều khá ổn định và viên mãn. Bước sang năm 2023, nam Kỷ Mùi sinh năm 1979, không phạm kim lâu. Năm Quý Mão 2023, nam Kỷ Mùi là 45 tuổi âm, phạm hoang ốc, tam địa sát. Theo quan niệm của ông bà xưa, người phạm hạn hoang ốc thường sẽ dễ vướng phải bất lợi khi động thổ, xây nhà, song nếu biết cách hóa giải thì vẫn có thể triển khai một cách suôn sẻ. Đối với nữ mạng, theo tử vi chọn đời, đường quan lộc trong từ nay tới Tết 2024 của quý nữ tương đối hanh thông và may mắn. Nếu biết cách nắm bắt thời vận thì năm này rất có thể sẽ đạt được nhiều thành công lớn. Người làm kinh doanh chỉ cần tinh nhạy hơn một chút thì sẽ có khả năng đón đầu được nhiều cơ hội làm ăn rác vàng, giúp khía cạnh tài lộc có một năm thực sự bùng nổ. Tài vận của nữ mạng Kỷ Mùi khởi sắc rõ rệt. Trong từ nay tới Tết, những nỗ lực giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương không những có cơ hội được thưởng nóng mà còn có nhân duyên tăng thu nhập từ các cơ hội đầu tư làm ăn mới. Người làm kinh doanh, công việc thuận lợi, doanh thu tăng trưởng không ngừng. Song giai đoạn này, quý nữ cần đề phòng vận hạn toán tận, hao tài tốn của, tốt nhất nên hạn chế cho người khác vay mượn số tiền quá lớn, kẻo khó đòi, khiến tiền bạc thất thoát. Ngoài ra, trong quá trình đầu tư kinh doanh thì nên ưu tiên các dự án có rủi ro thấp, có thể thu hồi theo từng giai đoạn, nữ mạng Kỷ Mùi cần tránh chuyện bé xé to. Với những mâu thuẫn vũng vặt có thể xảy ra trong gia đạo, lòng tin là chìa khóa giúp đời sống nhân duyên luôn được thuận hòa, êm ấm và hạnh phúc. Thay vì ôm khư khư tâm tư của bản thân, thì việc nói ra, chủ động sẻ chia sẽ giúp các hiểu lầm nhanh chóng được khai mở, mọi người thêm thấu hiểu cảm thông và yêu thương lẫn nhau. Phương diện sức khỏe của quý nữ, trong từ nay tới Tết chủ về bình ổn, bản mệnh chỉ cần chú ý ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, tập luyện thể thao đều đặn, suy nghĩ lạc quan thì cả về thể chất lẫn tinh thần đều không có vấn đề gì quá lớn. Trong năm Quý Mão, nữ mạng Kỷ Mùi không chịu sự chi phối của hạn thái tuế nên vận trình năm nay không gặp quá nhiều biến cố bất ngờ. Chỉ cần quý nữ kiên cường hơn, lý trí hơn trong mọi việc thì mưu sự lớn nhỏ trong năm rất dễ đạt được thành công như mong đợi. Nữ mạng Kỷ Mùi 1979 không phạm đại kỵ tam tai, mệnh chủ có thể an tâm phần nào về các phương diện của cuộc sống. Nếu có ý định chuyển hướng kinh doanh thì đây là thời điểm khá thích hợp để mệnh chủ cân nhắc triển khai. Bước sang năm 2023, nữ mạng Kỷ Mùi là 45 tuổi, không phạm kim lâu. Người nữ sinh năm 1979, phạm hoang ốc, cụ thể là hoang ốc tam địa sát trong năm Quý Mão. Nữ mạng phạm phải hạn hoang ốc trong năm 2023, tuy rằng vận hạn này được đánh giá là không tốt cho hoạt động xây dựng nhà cửa, nhưng bản mệnh không cần phải quá lo lắng. Bởi lẽ năm này, quý nữ chỉ vướng phải hạn hoang ốc và may mắn không phạm phải bất kỳ vận hạn nào khác nên nhìn chung sẽ rất dễ hóa giải. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa?
Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Người tuổi Kỷ Mùi thường được đánh giá là hướng thiện, chính trực, thân thiện, thường thấy cảm động trước những điều bất hạnh mà người khác gặp phải. Họ có tính cách ôn hòa, đôi khi cũng hay xấu hổ. Khi tất cả các phương diện con người họ ở cao trào, họ sẽ là những người công nhân vô cùng sáng tạo hay nhà nghệ thuật tài năng. Nhưng khi vì sự nghiệp và những phương diện khác đều đi xuống, họ lại thể hiện là những người đa sầu đa cảm hay buồn bực. Vì tính cách hay buồn bực, đa sầu đa cảm, nên đôi khi một vấn đề nhỏ cũng trở nên rất tồi tệ. Dưới cái nhìn của người tuổi Kỷ Mùi, những lúc như vậy, họ thường hy vọng có một người nào đó mạnh mẽ, có thể giải tỏa những bức bối trong con người mình. Họ cũng luôn mong muốn những người xung quanh sẽ mang sự nhiệt tình và sự ủng hộ cho mình, để mình có nhiều bạn hơn. Một trong những nhược điểm của người tuổi Kỷ Mùi là hay do dự, chần chừ, chứ không quyết đoán một việc gì đó. Sai lầm lớn nhất của họ là tiêu dùng thu nhập của mình không đúng nơi đúng chỗ. Nhìn chung mọi người vẫn rất thích hợp tác làm việc với người tuổi Kỷ Mùi vì tâm địa lương thiện, tính tình hiền lành, thích chia sẻ với mọi người nên họ có thể hòa đồng với người khác. Điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp phát triển. Người tuổi Kỷ Mùi thường rất yêu thiên nhiên, đa số họ đều có khí chất nghệ thuật cũng như phong cách rất khoáng đạt, mạnh mẽ. So với người tuổi các con vật khác thì họ là những người có gu thẩm mỹ tốt và cũng nhà nhã, luôn thân thiện, biết thông cảm với mọi người và luôn thấu tình đạt lý. Họ không thích sự bó buộc quá nghiêm ngặt, cũng không thể yêu cầu bản thân mình một cách quá nghiêm khắc. Họ không thích phê bình người khác, yêu trẻ con và những con vật nhỏ nhắn xinh xắn. Họ là những người theo chủ nghĩa tự nhiên, đầy thiện tâm và lòng nhân ái. Họ thích có một cuộc sống an nhàn, yên ổn. Tuy tính tình ôn hòa, không thích phản kháng nhưng mọi người cũng không thể dùng quyền lực để yêu cầu, ép buộc họ làm bất cứ việc gì mà họ không thích. Vẻ bề ngoài của người tuổi Kỷ Mùi đôi khi sẽ không diễn tả đúng những suy nghĩ nội tâm của họ. Khi sợ hãi trước một điều gì đó, họ thường không nói năng gì, không muốn giải thích nhiều về suy nghĩ của mình và cũng không bộc lộ thái độ một cách trực tiếp. Những lúc đó họ thường giữ im lặng, che giấu cảm xúc thật sự của mình. Tam hợp, nhị hợp tuổi Kỷ Mùi 1979 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tam hợp của tuổi Mùi là các tuổi Hợi và Mão. Nhóm con giáp này được gọi là nhóm ngoại giao vì những người cầm tinh những con giáp trong nhóm này đều có tài ăn nói bẩm sinh, họ biết lắng nghe, cảm thông người khác và đặc biệt họ có lòng khoan dung độ lượng. Nhị hợp của tuổi Mùi là tuổi Ngọ, hỏa của tuổi Ngọ sinh ra thổ của tuổi Mùi và ngược lại. Một khi hai con giáp này đi chung với nhau thì sẽ được gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, họ sẽ hỗ trợ nhau trong công việc. Bên cạnh đó, dựa vào sự hợp tác này, các cặp đôi sẽ gặt hái được nhiều thành công và hanh thông trong con đường tài lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Kỷ Mùi 1979 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài, nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng Mùi 2023 âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh, tình yêu xuất hiện kỳ tích. Sang tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi lâm tượng bán hợp thái tuế, vận khí khá hanh thông, thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi, có quý nhân tương trợ, viễn cảnh tươi sáng. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân đeo bám khá rõ rệt, hành sự hết sức thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Tử vi tháng 10 năm 2023 có tài tinh cao chiếu, theo đó, cả thứ tài và chính tài đều có thu hoạch. Nhưng nên nhớ, ở đời không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ bạn có được đều nhờ vào nỗ lực của chính bản thân, vận khí tốt cũng chỉ là hỗ trợ phần nào. Phương diện tình cảm sẽ xuất hiện kỳ tích, có thể là trải qua bao ngày tháng đấu tranh với định kiến xã hội, sự phản đối của gia đình. Hai bạn được danh chính ngôn thuận bên nhau, cũng có thể là mối tình từ thuở ấu thơ, đưa hai trái tim xích lại gần nhau, tạo ra thiên tình sử vô cùng lãng mạn. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi không đáng lo, nhưng vì ngũ quỷ hung tinh rình rập, người nhà có thể gặp vấn đề, nhất là người cao tuổi. Tử vi sự nghiệp, xem tử vi khoa học, tuổi Kỷ Mùi bước sang tháng nhập tượng bán hợp thái tuế, với tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Theo đó hiệu suất công việc được nâng cao trông thấy, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ. Đây chính là cơ hội tốt để tuổi Kỷ Mùi khẳng định được năng lực làm việc, cũng như khả năng lãnh đạo. Đã tới lúc bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức và tài năng của bản thân rồi. Có điều, bản mệnh luôn phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng nghe theo lời xu nịnh của kẻ xấu mà hủy hoại công danh sự nghiệp. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh mang tới điểm ám muội trong các mối quan hệ, nếu không hành xử khôn khéo, bản mệnh dễ sập bẫy kẻ xấu, tự hủy hoại uy tín của mình. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, có cặp các tinh tứ lục và bát bạch đồng cung ở hướng đông nam,
đã được coi là phương vị cát lợi trong tháng. Người tuổi Kỷ Mùi nên đặt biểu tượng tháp văn xương tại khu vực hướng đông nam ngôi nhà, nơi làm việc. Vật phẩm phong thủy này vừa thúc đẩy chuyện học hành được chuyên tâm hơn, vừa giúp công việc suôn sẻ, hợp tác làm ăn thuận lợi. Tử vi tài lộc. Theo tử vi 2023, sang tháng Quý Hợi tuổi Kỷ Mùi được tài tinh cao chiếu, theo đó cả chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, tiền bạc khá rủng rỉnh, chi tiêu không còn eo hẹp như trước. Người làm công ăn lương có thể đón tin vui về việc tăng lương hoặc tăng mức thưởng, mức hoa hồng. Người kinh doanh buôn bán có một tháng bận rộn, đơn hàng tới tấp, làm nhiều hưởng nhiều, thu nhập tăng lên trông thấy. Có điều nên nhớ, ở đời không có bữa ăn trưa miễn phí, mọi thứ bạn có được đều nhờ vào nỗ lực của bản thân là chính. Vận khí tốt cũng chỉ hỗ trợ phần nào, theo đó đừng ỷ lại vào người khác hay bất cứ thế lực nào, quyết định của bạn là quan trọng nhất. Tử vi tháng cho thấy khả năng cao tuổi Kỷ Mùi sẽ phải đưa ra quyết định vô cùng quan trọng, thậm chí mang tính chất bước ngoặt nào đó đối với công việc sự nghiệp của mình. Hãy lắng nghe chính bản thân mình, đừng để ngũ quỷ hung tinh có cơ hội tác oai tác quái, khiến bạn mất phương hướng, sai một ly đi một dặm. Tử vi tình duyên. Phương diện tình cảm tháng 10 năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi có sự chuyển biến tích cực, là điểm sáng nhất trong vận trình tháng. Tình yêu sẽ mang đến kỳ tích cho cả hai, đôi bên sẽ thỏa nguyện ước mơ có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Sẽ có một vài trường hợp xảy ra, có thể là trải qua bao ngày tháng đấu tranh với định kiến xã hội, sự phản đối của gia đình, hai bạn được danh chính ngôn thuận bên nhau. Cũng có thể là mối tình từ thuở ấu thơ, đưa hai trái tim xích lại gần nhau tạo ra thiên tình sử vô cùng lãng mạn, rất đáng để chờ đợi. Tử vi sức khỏe. Xem tử vi chọn đời Kỷ Mùi khá vững vàng trong mùa đông, hầu như không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá nghiêm trọng. Có điều, do ngũ quỷ hung tinh rình rập, người trong gia đình bản mệnh có thể gặp những bất trắc về sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi, nên dành thời gian quan tâm họ nhiều hơn, đưa đi khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát chất lượng và số lượng thức ăn, đảm bảo cơ thể duy trì ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh nhất có thể. Bên cạnh đó, chú trọng giữ ấm cơ thể cho họ trong tiết trời đông lạnh giá. Tử vi tháng 10 năm 2023, do ảnh hưởng của thời tiết cũng như những tác động ngoài môi trường khiến bệnh cũ dễ tái phát, nhất là những bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tuổi Kỷ Mùi nên điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường sức đề kháng và khả năng chống lại bệnh tật. Tử vi tháng 11 âm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, có tiền nhưng tránh lãng phí, tương lai còn khó khăn. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, cần mạnh mẽ hơn để có thể xóa tan những cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mình. Tốt hơn hết là dẹp hết những suy nghĩ trong đầu để tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ đang có trong ngày. Ảnh hưởng của tương hại không nhỏ nên nhiều việc bạn lên kế hoạch từ trước, nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành. Thế nhưng, hãy biết hài lòng rằng bạn đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu, bạn cũng đã tạo ra nhiều điều khác biệt cho cuộc sống của mình. Lời khuyên cho con giáp tuổi Kỷ Mùi trong tháng này đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình, vì ảnh hưởng của thiên hình khiến bạn khó giữ được lời hứa, làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ bị rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh có mộ cho thấy bản mệnh còn phải cố gắng quấn đấu rất nhiều, tuy nhiên bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người, chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến con giáp tuổi Kỷ Mùi dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới. Bạn không nên dùng tiền mua sắm để tôi vẽ cho bề ngoài, vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian. Ngũ hành xung khắc khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi tuổi Kỷ Mùi đang quá bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện các mối quan hệ của mình. Nếu đối phương không biết thông cảm mà còn hy trách cứ thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa hai người. Tử vi tháng 12 âm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tự lực cánh sinh, làm việc lớn việc nhỏ. Tháng 12 năm 2023 âm lịch này, vận trình của người tuổi Kỷ Mùi có nhiều diễn tiến bất lợi, vì hung vận khá lớn, bản mệnh cũng có nhiều mối bận tâm và lo lắng hơn trong tháng chạp này. Mưu sự có thể không quá thuận lợi, nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời, vừa phải đối mặt với xung thái tuế, lại vừa không được quyệt lệnh ủng hộ. Những chú dây gần như luôn phải tự lực cánh sinh để giải quyết việc lớn việc nhỏ trong tháng này mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu có người nhúng tay vào, đó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai.
tháng này cũng nên chú ý thái độ cư xử vào từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng. Vì không nói rõ ý hay người nghe có tầm từ khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Tài vận bị ảnh hưởng của đại hao, hung tinh nên giảm sút khá mạnh, các nguồn thu không tăng trong khi phải chi quá nhiều. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra không nhỏ để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa. Vận trình tình cảm của tuổi này khá rối ren và xảy ra nhiều biến động, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn, khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt, vấn đề xuất phát từ cả hai phía, nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương mà không xem lại bản thân mình. Sức khỏe tuổi này có dấu hiệu đi xuống, căng thẳng áp lực chính là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, con cháp này cần tìm cách hóa giải càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần, những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.